Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 4, ông Volker Perthes, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc tại Sudan cho biết, sau 3 ngày giao tranh chưa có dấu hiệu ngừng lại, số người thiệt mạng tại Sudan đã lên tới gần 200 người, trong khi đó số người bị thương lên tới gần 1.800 người. Theo hãng tin AFP, nguyên nhân diễn ra cuộc giao tranh trên là do bất đồng và tranh giành quyền lực giữa hai vị tướng hàng đầu Sudan là tư lệnh quân đội Sudan Adel Pata Abuhan và chỉ huy lực lượng bán quân sự Sudan Mohamed Handan Dago. Ông Perthes cho biết, các cuộc giao tranh diễn ra tại các khu đông dân của thủ đô Khartoum, Sudan. Tại đây, lực lượng hai bên trong những ngày qua đã dùng xe tăng, pháo binh, máy bay chiến đấu, tên lửa và các loại vũ khí hạng nặng khác để nhắm mục tiêu vào đối phương. Ông còn nói thêm, các cuộc giao tranh đã phá hủy nhiều nhà dân và bệnh viện, khiến nguồn cung y tế và thực phẩm tại thủ đô Khartoum bị thiếu hụt nghiêm trọng. Theo ông Perthes, số người thương vong có thể cao hơn nhiều so với ước tính vì tình hình xung đột gia tăng khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận các khu vực xảy ra giao tranh để thống kê thiệt hại. Điều này khiến việc xác định số dân thường và binh sĩ đã thiệt mạng thêm nhiều khó khăn. Trong nỗ lực kêu gọi các bên ngừng xung đột, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 16 tháng 4 đã kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan phải ngay lập tức chấm dứt hành động thù địch và cảnh báo rằng việc leo thang xung đột có khả năng dẫn đến nguy cơ tàn phá an ninh đất nước và khu vực. Theo AFP, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ các nhà ngoại giao quốc tế, các cuộc giao tranh tại Sudan có khả năng sẽ kéo dài trong thời gian tới và gây ra nguy cơ bất ổn an ninh khu vực. Liên quan đến cuộc xung đột tại Sudan vào năm 2021, cộng đồng quốc tế lên án các quyết định của Hội đồng quân sự Sudan và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ, nhanh chóng trở lại đối thoại và duy trì sự ổn định ở Sudan. Một tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Na Uy ngày 26 tháng 10 kêu gọi lực lượng an ninh Sudan trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ. Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc đảo chính quân sự ở Sudan, đồng thời lên án việc đình chỉ các tổ chức chính phủ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ họp kín khẩn cấp về Sudan vào chiều 26 tháng 10 theo yêu cầu của 6 nước phương Tây. Liên minh châu Âu sẽ đình chỉ tư cách thành viên của Sudan. Điều này có thể dẫn đến sự cô lập Sudan ở châu Phi. Rất nhiều lợi ích mà Sudan sẽ mất do kết thúc giai đoạn chuyển đổi dân chủ, đặc biệt là các sáng kiến rộng rãi để giảm các khoản nợ, cũng như sự hỗ trợ của Ả Rập và quốc tế. Mỹ đã thông báo đình chỉ viện trợ khẩn cấp 700 triệu đô la Mỹ cho Sudan. Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập Ahmed Abou Ghed bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Sudan và kêu gọi tất cả các bên của Sudan tuân thủ văn bản hiến pháp được ký kết vào năm 2019, cũng như thỏa thuận hòa bình Juba năm 2020. Liên đoàn các quốc gia Ả Rập cho rằng mọi bất đồng đều có thể giải quyết bằng đối thoại dựa trên sự tôn trọng. Tất cả các quyết định và thỏa thuận đã được thống nhất về giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bầu cử ở Sudan. Trong khi đó, tại thủ đô Khartoum của Sudan đang chứng kiến các cuộc biểu tình trong ngày thứ hai liên tiếp phản đối việc quân đội bắt giữ các quan chức chính phủ. Hàng ngàn người tiếp tục xuống đường chặn các ngã đường bằng đá và đốt lốp xe. Tất cả các liên lạc ở Sudan đã bị cắt. Tình hình hỗn loạn hiện nay khiến các nước láng giềng lo lắng về sự hỗn loạn hoặc xung đột nội bộ có thể xảy ra sau tình trạng leo thang nghiêm trọng vừa qua. Những gì đã xảy ra sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng và sẽ làm gia tăng xung đột, chia rẽ giữa tất cả các thành phần ở Sudan, làm suy thoái kinh tế đến mức độ tồi tệ. Thời điểm đó, tình trạng bạo loạn và biểu tình ở Sudan trong hơn 24 giờ đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 140 người bị thương. Sudan hiện là một trong 15 quốc gia bất ổn nhất thế giới. Từ năm 2007, hàng ngàn thành viên giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc đã tới đây để giải quyết những vấn đề bạo lực ở Sudan, nhưng hầu như không đem lại kết quả gì. Trong năm 2013, 16 thành viên giữ gìn hòa bình bị giết hại tại quốc gia này. Sudan đang chứa chấp 3 triệu người tị nạn trái phép, chính phủ độc đoán và hiếu chiến, làm ngơ cho các băng đảng mafia thỏa sức buôn người. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã nhận được khoản bồi thường 335 triệu đô la Mỹ từ Sudan, đài CNN đưa tin. Theo CNN, số tiền này của Sudan sẽ đền bù cho các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya hồi năm 1998, vụ tấn công trên tàu USS Cole năm 2000 và vụ sát hại một nhân viên cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID ở thủ đô Khartoum của Sudan vào năm 2008.
Ông Blinken cho biết, việc đền bù cho những nạn nhân này là ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp họ tìm ra giải pháp cho những bi kịch khủng khiếp đã xảy ra. Theo CNN, việc Sudan đền bù hàng trăm triệu đô la Mỹ là nhằm thuyết phục Mỹ thôi định danh Sudan là nước bảo trợ khủng bố. Theo đó, do bị Mỹ liệt kê vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, Sudan đã phải đối mặt với nhiều hạn chế về xuất khẩu. Vào tháng 10 năm 2020, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã loại Sudan khỏi danh sách trên sau khi Khartoum chuyển 335 triệu đô la Mỹ vào tài khoản ủy thác và đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel. Số tiền được giữ lại trong tài khoản ủy thác cho đến khi các quyền miễn trừ quốc gia của Sudan ngăn không cho Sudan bị kiện tại tòa án liên bang được khôi phục. Theo CNN, vào ngày 11 tháng 3, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã nhận được khoản bồi thường 335 triệu đô la Mỹ từ Sudan từ tài khoản ủy thác. Hôm 31 tháng 3, ông Blinken cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển đến Quốc hội chứng nhận khôi phục quyền miễn trừ quốc gia cho Sudan theo đạo luật giải quyết yêu sách Sudan được ban hành vào tháng 12 năm ngoái. Ông Blinken nói, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực mang tính xây dựng của Sudan trong 2 năm qua nhằm hợp tác với chúng tôi để giải quyết những yêu sách tồn động kéo dài này. Quan hệ Mỹ-Sudan có thể bắt đầu một chương mới. Chúng tôi mong muốn mở rộng mối quan hệ song phương và tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ chuyển giao do người dân dẫn đầu để mang lại tự do, hòa bình cùng công lý cho người dân Sudan. Trước đó đã có hơn 200 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Nairobi, Kenya và Dar es Salaam, Tanzania vào năm 1998 do nhóm khủng bố Al-Qaeda tiến hành. Lúc bấy giờ, Sudan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Omar al-Bashir đã cho trùm khủng bố Osama bin Laden trú ẩn và bị phát hiện là đã hỗ trợ các hoạt động của Al-Qaeda. Vào tháng 10 năm 2020, tàu USS Cole bị tấn công bởi những kẻ đánh bom liều chết khi đang tiếp nhiên liệu ở ngoài khơi Yemen, khiến 11 thủy thủ Mỹ thiệt mạng và 39 người khác bị thương. Năm 2014, một tòa án Mỹ đã kết luận rằng Sudan đã hỗ trợ cho Al-Qaeda thực hiện vụ tấn công này. Đến năm 2008, một nhân viên của USAID mang tên John Greville đã bị phục kích và ám sát tại thủ đô Khartoum của Sudan. Vào tháng 10 năm 2020, Israel và Sudan đã đồng ý bình thường hóa quan hệ thông qua một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Điều này đã đưa Sudan trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba chấm dứt thù địch với nhà nước Do Thái. Theo hãng tin Sputnik, khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ cử một phái đoàn đến Sudan sau khi hai nước thống nhất các bên tiến tới bình thường hóa quan hệ. Một phái đoàn của Israel sẽ đến Sudan trong những ngày tới để hoàn tất các thỏa thuận, ông Netanyahu tiết lộ. Tuy nhiên, hiện không rõ sẽ mất bao lâu để các bên có thể hoàn thành thỏa thuận và tiến đến một quan hệ hòa bình. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với ông Netanyahu, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok và Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp Sudan Abdel Fattah al-Burhan về việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Sudan, Reuters đưa tin. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ đưa Sudan khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố vì chính quyền chuyển tiếp đã chứng tỏ được lòng dũng cảm và cam kết chống khủng bố, xây dựng chính quyền dân chủ và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Trong buổi công bố thỏa thuận, Tổng thống Trump gọi đây là một bước tiến lớn cho hòa bình tại khu vực Trung Đông, đồng thời khẳng định nhiều quốc gia khác cũng đang chuẩn bị làm điều tương tự. Tổng thống Trump ký văn bản thông báo Quốc hội về việc đưa Sudan khỏi danh sách nói trên khi đang trên chuyên cơ không lực 1 trở về Washington sau cuộc tranh luận tổng thống ở bang Tennessee. Theo Reuters, buổi ký kết thỏa thuận giữa Israel và Sudan dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng trong vài tuần nữa. Sau đó, hai quốc gia tiếp tục đàm phán về việc hợp tác trong các lĩnh vực khác. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ vì hòa bình từ bất kỳ ai ở Mỹ, thật là một bước ngoặt lớn. Ông Netanyahu nhấn mạnh lòng biết ơn đối với ông Trump vì chính sách của Mỹ đối với Israel. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ nhưng với sự giúp đỡ trung gian của chính quyền Mỹ đã đưa Sudan trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain chấm dứt mối quan hệ thù địch với Israel chỉ trong 2 tháng. Đây được coi là thành tựu đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Theo hãng tin AFP, việc Sudan bình thường hóa quan hệ với Israel được cho là mang ý nghĩa biểu tượng vì vào năm 1967, chính tại thủ đô Khartoum, các quốc gia Liên đoàn Ả Rập đã đưa ra tuyên bố 3-0, không tiến tới hòa bình, không công nhận và không đàm phán với Israel. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!